cho đã rồi uống được hai ngụm rồi bỏ. Trời, mình làm cũng ngon mà anh phải dở đâu trời. Trẻ bây giờ uống phí phạm dễ sợ. Chào hai. Dạ chào. Ủa ra làm chi đó? Để phục vụ. Ừ? Phục vụ ai? Phục vụ quán. Thôi, thôi ngồi ngồi đi, ngồi đi. Để anh phục vụ. À, ăn gì, uống gì? À, cơm sườn mì chả hay trứng ốp la được không? Thôi ngán lắm, mấy đâu ngán, ăn đâu. Rảnh tay pha em đi trà sữa. Đi trà sữa. Nè, nè. Uống đi cưng. Nè, uống đi. Ờ, cái gì vậy? Uống cho hết đi, uống đi. Nước người ta uống rồi mà làm gì vậy? Trời ơi, nó coi ở đâu vậy hả? Trời ơi, em gái chứ phải là má thiên hạ đâu. À, ngủ tới giờ này mới ra. Quán coi kìa, sáng giờ có một mình anh hai làm không kịp tay luôn nè. Thì sáng tao bận ngủ. Bận cái gì? Bận gì? Sáng bận ngủ tí xíu. Bận ngủ hả? Biết bận quá hả? Giờ em ra phụ nè. Phụ cái gì giờ này, khách khứa đâu nữa mà phụ. Ra phụ kêu đếm tiền hay gì? Giờ rảnh đúng không? Vô pha đi trà sữa uống thôi, thèm quá rồi đi. Sữa hả? Mày ra trễ mày còn đồ uống trà sữa nữa hả? Nè nè, nó trà sữa. Ngủ ngoài mệt quá à. Đi ngay. Nè mày giật nè, mày giật cái gách luôn đi nè. Xin lỗi, mặc áo chi thời trang chứ vậy? Thời trang đâu? Cái áo ngày xưa tao mua là nó nguyên vẹn đó, mày giật biết là vậy nè. Mệt quá rồi đi. Bội quá à. Trà sữa hả? Ủa mà đó giờ Út đâu có thích uống trà sữa đâu mà bữa nay đòi uống trà sữa. Thì đó giờ không thích, giờ bữa nay thích. Hồi con này mày làm như mày ốm ngán vô cái đòi uống trà sữa hoài. Nói gì vậy? Giỡn, nói gì bậy bạ tự nhiên nó ốm ngán đây. Giỡn, giỡn, mắc gì đâu cọc nè. Giỡn rồi, anh hai giỡn mà. Không có giỡn không? Vui thôi. Trà sữa thì trà sữa. Bữa nay uống trà sữa, ngày mai phải thức dậy sớm ra phụ anh hai nghe không? Thôi, mai hay nhờ ba mẹ ra phụ đi, mai có hẹn với bạn rồi, qua nhà bạn chơi. Mày đủ lý do hết trơn vậy? Chơi hoài vậy? Nó lỡ hẹn rồi. Lỡ hẹn nữa hả? Ừ. Thôi mày lỡ hẹn rồi, thôi đi chơi đi. Nhưng mà nghe anh hai dặn nè. Chơi chơi bạn trai hay bạn gái vậy? Gái. Thiệt gái không? Thiệt. Gái thiệt không? Gái thiệt. Gái thiệt luôn không? Gái thẳng luôn á. Gái thẳng thẳng băng luôn không? Cái công công là không chịu đó. Gái thẳng đúng không? Không phải con trai đúng không? Thiệt là mệt quá. Hay làm như Út lần gái hư hỏng vậy á. Dặn hoài nó hoài. Ừ không hư đâu. Ờ, không hư mà ngủ giờ này mới dậy. Thì anh hai dặn trước vậy đó. Mình có chơi bời gì đó thì mình cũng giữ ý giữ tướng chút xíu. Nó có gì ảnh hưởng tới uy tín của ba mẹ, của anh hai, của dòng họ nữa. Nghe không? Rồi.